là đài phát thanh đáp lời sông núi. Tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân. Do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối, giờ Việt Nam. Trên làn sóng trung bình 1.503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2016 và là buổi phát thanh lần thứ 2031 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là tiết mục Việt Nam nhìn về tương lai. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Tổ chức Phục Hưng Việt Nam phân bộ South Carolina, đồng thời để vinh danh ông Đoàn Văn Sinh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin tóm lược với Bảo Trần và Nguyên Khải. Dân chặn xe trên đường qua bến thủy vì thu lộ phí bất hợp lý. Sáng 3 tháng 12, đông đảo người dân Hà Tĩnh và Nghệ An cùng nhiều xe hơi đồng loạt chặn xe trên đường qua trạm thu phí tại cầu bến thủy với những băng rôn khẩu hiệu phản đối việc lạm thu bất hợp lý đổ xuống đầu họ bao nhiêu năm nay. Sự việc là Tổng Công ty Công trình Giao thông 4 đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A ở đoạn đường phía nam cầu Bến Thủy, nên thu phí những xe cộ qua lại đoạn đường này. Đoạn đường mở rộng này không băng qua cầu Bến Thủy, nhưng Tổng Công ty này lại thu phí cả đoạn đường đi qua cầu này với sự chấp thuận của nhà cầm quyền. Mức thu phí tại trạm này là 45.000 đồng một lượt xe 4 chỗ. Nếu hàng ngày phải qua cầu này thì mất mỗi tháng 4.680.000 đồng. Người dân đã nhiều lần phản ứng bằng đơn từ, kiến nghị nhưng tất cả đều bị bỏ ngoài tai. Vì thế, người dân cho biết rằng họ sẽ tiếp tục phản đối cho đến khi những yêu cầu của họ được đáp ứng. Tình trạng thu phí giao thông bất hợp lý xảy ra rất nhiều nơi tại Việt Nam. Những năm gần đây, Tổng Công ty Công trình Giao thông 4 lạm quyền thu phí cho các dự án giao thông một cách bất công trên mọi đường vào ngõ ra của các thành phố lớn. Bất cứ người dân nào ra hay vào các thành phố này đều bị móc túi, kể cả trên những đoạn đường được đầu tư bằng ngân sách nhà nước, tức là tiền thuế của dân, như đoạn đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, đoạn đường Pháp Vân, Cầu Giẻ, v.v. Những trạm thu phí bất hợp lý ấy cứ nghiễm nhiên tồn tại hàng chục năm nay. Người dân cứ phải trả tiền cho một số dịch vụ mà họ không hề sử dụng. Phí giao thông bất công này được nhà nước cho phép tận dụng, nên người dân cứ phải chấp nhận như một nạn cướp bóc không thay đổi được. Thư gửi các vị lãnh đạo đảng và nhà nước, thời gian qua, nhiều trang web đã đưa ra những chứng cứ minh bạch về những hành vi tham nhũng của nhiều cán bộ nhà nước. Nhưng chẳng những bị bỏ ngoài tai các vị lãnh đạo mà còn bị truyền thông nhà nước vu khống ngược lại là vu cáo, xuyên tạc, bịa đặt. Gần đây, có thư của ông Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các lãnh đạo nhà nước hãy ra lệnh kiểm tra toàn diện đối với các cá nhân, cũng như tập thể bị tố cáo tham nhũng để làm rõ những nội dung tố cáo ấy đúng hay sai. Nếu sai thì hãy truy tố những trang web và những người viết những điều sai trái ấy. Nếu đúng thì hãy truy tố những kẻ phạm pháp theo đúng pháp luật. Để việc thanh tra được khách quan trung thực, Đảng và nhà nước hãy tạm ngưng giao các nhiệm vụ cụ thể cho những người bị tố cáo. Mọi hành vi tham nhũng, gian dối phải được đưa ra ánh sáng và nghiêm trị bất kể đó là ai, ở bất cứ cương vị nào. Trái lại, mọi thông tin sai sự thật cũng được giải đáp công khai, thỏa đáng để trả lại sự trong sạch cho những người đang làm việc vì dân, vì nước. Các cán bộ đài truyền hình Việt Nam tố cáo ông tổng giám đốc của mình là tham nhũng. Gần đây, những cán bộ tâm huyết của đài truyền hình Việt Nam đã gửi một lá đơn đến các lãnh đạo của đảng, nhưng không gửi qua truyền thông lề đảng, mà nhờ trang web Dân Làm Báo đăng lên, nhằm tố cáo ông Trần Bình Minh, tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam và những người do ông bổ nhiệm với nhiều tình tiết cụ thể. Nội dung tố cáo chủ yếu là, trong nhiệm kỳ từ 2011 đến 2016, ông Trần Bình Minh đã điều hành theo kiểu trù dập, độc đoán, chỉ biết có tiền, đã bao che tham nhũng ở mức độ nghiêm trọng,
cho hàng chục người cấp dưới do ông bổ nhiệm và đã gây ra hàng loạt sai phạm về điều hành kinh tế. Hành vi xảo quyệt của Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc trong dự án thép Cà Ná - Ninh Thuận. Khi dư luận từ lề dân đến cả lề đảng liên tục vạch trần những sai trái của dự án thép Cà Ná - Ninh Thuận, thì ngày 13 tháng 9, toàn bộ báo chí lề đảng nhận được lệnh bịt mồm tất cả mọi thông tin liên quan đến dự án thép này. Mức độ bịt mồm quy mô này cho thấy kẻ có thẩm quyền bật đèn xanh cho dự án thép này và bật đèn đỏ cho báo chí không phải ở tầm mức Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh mà phải là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong hội nghị xúc tiến đầu tư từ 27 tháng 8 tại Ninh Thuận, đích thân Nguyễn Xuân Phúc đến tham dự chỉ đạo hội nghị và công khai hoan nghênh việc đầu tư này. Điều cần lưu ý là kẻ đứng đằng sau dự án này chính là Tập đoàn Công nghệ luyện thép CISDI của Tàu Cộng, là đơn vị tư vấn thiết kế cho cả dự án thép Cà Ná lẫn dự án Formosa Hà Tĩnh. Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump điện đàm với Tổng thống Đài Loan khiến Trung Cộng nổi giận. Ngày 2 tháng 12, Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump nói chuyện 10 phút qua điện thoại với bà Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan mà Trung Cộng không ưa thích. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, Bắc Kinh đã gửi công hàm cực lực phản đối. Do trong cuộc tranh cử vừa qua, ông Trump đã cực lực đả kích Trung Cộng, nên Trung Cộng lo ngại rằng khi đã chính thức làm Tổng thống, ông Trump sẽ không còn theo đường lối mà Hoa Kỳ đã thực hiện suốt 40 năm qua, từ năm 1978 đến nay. Đó là ủng hộ chính sách một nước Trung Hoa duy nhất, một chính sách có lợi cho Trung Cộng. Luật chính sách quốc phòng Mỹ khiến Trung Cộng quan ngại. Ngày 2 tháng 12, Trung Cộng đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về dự luật chính sách quốc phòng của Mỹ, có liên quan đến kế hoạch trao đổi quân sự cấp cao với Đài Loan. Dự luật này có thể sẽ được đưa ra biểu quyết tại Hạ viện Mỹ tuần này và Thượng viện tuần tới. Trung Cộng kêu gọi tất cả các nước, nhất là Mỹ, công nhận rằng chỉ có một nước Trung Hoa với chính phủ ở Bắc Kinh mà thôi, không nên xem Đài Loan là một nước tách biệt khỏi Trung Cộng. Trung Cộng nghi ngờ rằng Tổng thống Đài Loan đang thúc đẩy để Đài Loan được chính thức độc lập, tách biệt khỏi Trung Cộng. Kính thưa quý thính giả, để điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần qua, xin mời quý thính giả theo dõi buổi hội luận giữa đặc phái viên Hoàng Ân và phóng viên Trường An. Xin mời chị Hoàng Ân. Hoàng Ân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin chào anh Trường An ạ. Trường An xin kính chào tay ngộ quý thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi và xin chào tay ngộ chị Hoàng Ân. Kính thưa quý thính giả, thưa anh Trường An, trong tuần qua có nhiều sự kiện đáng chú ý đã xảy ra và hôm nay Hoàng Ân và Trường An xin điểm lại một số sự kiện đáng quan tâm nhất. Mở đầu là việc Ủy ban Kiểm tra Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề nghị kỷ luật 7 quan chức cao cấp có dính líu đến quá trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh. Thưa anh Trường An, anh có ghi nhận như thế nào trước sự việc này thưa anh? Kính thưa chị cùng quý thính giả của đài, Ủy ban Kiểm tra của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề nghị kỷ luật 7 quan chức cao cấp có dính líu đến quá trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, người đã đào thoát ra nước ngoài sau khi biết tin mình đang bị điều tra về tội gây thất thoát công quỹ ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Được biết, sau 3 ngày hội họp ở Hà Nội, ủy ban nói trên đã đề nghị kỷ luật các ông Huỳnh Minh Chắc, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang, ông Trần Công Chánh, bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, và ông Trần Lưu Hải, cựu phó ban tổ chức Trung ương Đảng, cùng một số quan chức của ban này, về tội bổ nhiệm ông Thanh vào ghế phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Xin nhắc lại là ông Trịnh Xuân Thanh, 50 tuổi, từng nắm ghế tổng giám đốc công ty xây lắp dầu khí Việt Nam, sau đó thuyên chuyển về Bộ Công Thương và năm ngoái được trao ghế phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Vào tháng 6 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lệnh điều tra việc ông Thanh gây thất thoát hàng trăm triệu Mỹ Kim khi nắm ghế tổng giám đốc công ty xây lắp dầu khí Việt Nam, kính thưa chị. Thưa anh, ngay sau khi có thông tin về việc bị kỷ luật, ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, cho rằng bản thân ông không làm gì sai khi xin Trịnh Xuân Thanh là cán bộ tăng cường từ Trung ương về địa phương. Theo anh thì vì sao ông này quả quyết là mình không sai phạm trong vụ việc này vậy anh? Kính thưa chị cùng quý thính giả, theo tôi thì tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang không hề sai, bởi mọi thứ đều do Trung ương quyết định. Tỉnh Hậu Giang không có thẩm quyền quyết định nhân sự cao cấp, chỉ hợp thức hóa các quyết định của Trung ương chỉ đạo mà thôi. Thế nên kỷ luật người ta không phục là đúng. Trách nhiệm này chính xác hơn của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư vì họ chỉ đạo quản lý nhân sự chưa tốt, nên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Dạ vâng.
Thưa anh Trường An, trong một diễn biến khác thì sau nhiều tháng bao che cho công ty Formosa, Tập đoàn Cộng sản Việt Nam đã chọn xong con dê tế thần để xoa dịu sự phẫn nộ của người dân về thảm họa Formosa. Xin anh trình bày cho quý thính giả của đài biết con dê tế thần này là ai ạ? Thưa chị cùng quý thính giả của đài, con dê tế thần này là ông Võ Kim Cự, người nắm ghế chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh và cũng là người ký hợp đồng cho tập đoàn Formosa thuê đất 70 năm để xây dựng nhà máy gang thép ở khu Vũng Áng. Theo đó, vào hôm thứ Ba vừa qua, một quan chức cao cấp của Quốc hội Việt Nam tuyên bố ông Cự đã thừa nhận sai trái của mình. Thế nhưng, chỉ hai ngày trước đó, ông Võ Kim Cự, người được đề bạt vào Ủy ban Kinh tế Quốc hội, vẫn khăng khăng tuyên bố là mình không làm gì sai trong dự án Formosa. Dạ vâng. Thưa anh Trường An, Ủy ban Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia Việt Nam vừa xác nhận là một tàu cá Thanh Hóa đã bị một tàu cá Trung Cộng hút chìm tại Vịnh Bắc Bộ. Xin anh nhắc lại sự việc này để cho quý thính giả của đài được tường tận thưa anh. Thưa chị và quý thính giả, vụ việc diễn ra vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm thứ Ba 29 tháng 11 tại một vị trí cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 20 hải lý về hướng Tây Nam, tức thuộc vùng biển của Việt Nam. Chiếc tàu cá Trung Cộng đã bỏ chạy sau khi có hành vi mang rợ nói trên. Bốn ngư dân Thanh Hóa bị hất văng xuống biển nhưng ba ngư dân may mắn được tàu bạn gần đó chạy tới cứu vớt, trong khi người còn lại bị mất tích. Trong một diễn biến khác thì báo chí Lề Đảng loan tin 11 ngư dân Quảng Ngãi đã được Hải quân Việt Nam cứu vớt sau 6 ngày lênh đênh ở vùng biển Hoàng Sa. Toàn bộ 11 ngư dân cùng chiếc tàu bị hỏng máy đã được đưa về đảo Lý Sơn vào chiều hôm qua. Cần nhắc lại là ngay sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, giới hữu trách Việt Nam không điều động tàu bè ra Hoàng Sa mà lại đánh điện cầu cứu Trung Cộng ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, 11 ngư dân đã nhất quyết không chịu bước sang một tàu sắt Trung Cộng vì không muốn rời bỏ con tàu hỏng máy của mình, kính thưa chị. Dạ vâng. Hoàng Ân xin cảm ơn phóng viên Trường An đã trình bày với quý thính giả của đài những ghi nhận của anh trước những sự việc xảy ra tại Việt Nam trong tuần qua. Hoàng Ân xin phép quý thính giả được tạm dừng cuộc nói chuyện tại đây. Xin kính chào tạm biệt quý vị, xin chào anh Trường An và xin hẹn gặp lại quý thính giả, hẹn gặp lại anh Trường An trong chương trình tuần tới. Một lần nữa Trường An xin chào tạm biệt quý thính giả của đài và xin chào tạm biệt chị Hoàng An. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Tâm Anh. Thưa quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm và các bạn công an bộ đội thân mến, mấy bữa nay trong căng tin, trong các bếp ăn tập thể và quán xá gần doanh trại quân đội, quanh các trụ sở công an, an ninh, anh chị em chúng ta đã chứng kiến và tham dự vào nhiều cuộc trà dư tử hậu về Fidel Castro, kẻ mới chết cách đây vài hôm. Chúng ta đã thấy có những cuộc va chạm căng thẳng giữa những anh chị em vẫn coi Fidel là anh hùng, là ân nhân của Việt Nam, và những anh chị em khác lại coi Fidel là kẻ độc tài, tàn bạo và chẳng phải là ân nhân của Việt Nam. Ở đây, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em và quý vị chỉ hai sự thật rất nhỏ về Fidel mà nhà nước Cộng sản Việt Nam và Cuba đều giấu kín. Thứ nhất, Fidel có một người em gái tên là Juanita Castro, sinh năm 1932, đã đào thoát sang Mỹ tị nạn ngay từ năm 1964, để phản đối chế độ do Fidel dựng lên tại Cuba. Cách đây vài hôm, bà Juanita đã công khai cho biết bà không có ý định về Cuba dự tang lễ anh trai Fidel của bà. Bà Juanita còn cho biết, giống như rất nhiều người Cuba khác, tôi phải bỏ nước ra đi để đấu tranh giành lại tự do cho quê nhà. Thứ hai, việc chính quyền cộng sản của Fidel chuyển máu cho chính quyền Cộng sản Việt Nam trong thời gian chiến tranh là có thật. Nhưng nguồn máu đó được Fidel cho lấy từ máu của những tử tù sắp bị hành hình, và mỗi túi máu chuyển cho Việt Nam được tính bằng vài chục đô la Mỹ. Nghiền ngẫm thật kỹ hai sự thật nhỏ này,
chúng ta sẽ hiểu thêm tại sao có nhiều anh chị em công an, an ninh và bộ đội, sĩ quan tỏ ra khinh bỉ, căm ghét Fidel và tỏ ra bình thản hoặc vui mừng khi thấy ông ta chết. Giống như hàng trăm ngàn kiều nhân Cuba tại Mỹ đang ăn mừng trong mấy ngày qua. Việc chính quyền Cộng sản Việt Nam cho tổ chức quốc tang cho Fidel vào ngày mai lại càng làm cho chúng ta thấy câu nói của người xưa vẫn đúng. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Sự kiện tổ chức quốc tang cho một lãnh đạo độc tài ngoại quốc này của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chứng tỏ trí não của giới chóp bu Cộng sản tại Việt Nam hiện nay vẫn rất ấu trĩ, sơ cứng, phản động, chỉ gây hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc. Quyết định này cho thấy, trong khi cả nhân loại đang chuyển đổi, hướng về sự tiến bộ phóng khoáng, thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại cố bám víu vào một quá khứ lỗi thời, thể hiện bằng chủ thuyết thoái hóa, phản nhân tính, đã bị nhân dân và chính nơi khai sinh của nó quẳng vào sọt rác lịch sử từ hơn một phần tư thế kỷ. Hậu quả nhãn tiền của tư duy giáo điều, bảo thủ này là thành phần lãnh đạo đảng và nhà nước làm chậm đi hoặc có khi bỏ mất cơ hội thoát khỏi ảnh hưởng khốc hại của bá quyền phương Bắc. Như anh chị em và quý vị đều biết, nhiều năm nay, Mỹ đã hết sức chủ động trong việc tăng cường giao lưu, trợ giúp Việt Nam về mặt an ninh, quốc phòng, để đối phó với sự đe dọa ngày càng lớn từ Trung Cộng. Nhiều anh chị em chúng ta có lần đã được gặp và thán phục các cố vấn, chuyên gia người Mỹ trong lĩnh vực cảnh sát, quân sự qua các đợt huấn luyện thường kỳ tại Hà Nội và Sài Gòn. Chúng ta đã thấy sự vượt trội của người Mỹ trong tư duy chiến lược, kỹ năng tác chiến, đặc biệt khí tài Mỹ rất tối tân, có sức mạnh và có độ chính xác vô cùng lớn. Nhưng đó chỉ là một phần vô cùng nhỏ trong sức mạnh và khả năng của Mỹ. Nhiều anh chị em chúng ta đang ước mơ một ngày nào đó sẽ được tiếp cận và tiếp thu đầy đủ công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm và khí tài trong lĩnh vực an ninh, quân sự của Mỹ. Về mặt chuyên môn, đó là một ước mơ đúng đắn, bởi Mỹ là quốc gia hàng đầu về các ngành khoa học, và là quốc gia có tiềm lực mạnh nhất, không quốc gia nào có thể so được về sức mạnh quân sự với Mỹ. Là một cảnh sát, một chiến sĩ an ninh và một sĩ quan quân đội hay chỉ là người lính bình thường, không ai không muốn quân trang, thiết bị, phương tiện, khí tài đạt tiêu chuẩn cao nhất. Điều này vừa mang lại tiện nghi, an toàn cho người sử dụng, đồng thời mang lại hiệu quả cao cho việc bảo vệ an ninh, trật tự xã hội và giữ vững biên cương, tổ quốc khi cần thiết. Ước mơ đó của anh chị em cũng hoàn toàn đúng khi xét ở góc độ chính trị và quan hệ ban giao quốc tế. Liên minh với Mỹ, học hỏi và được hỗ trợ đầy đủ từ Mỹ là một yêu cầu tất yếu, gần như đối với mọi quốc gia văn minh trên thế giới. Chỉ nhìn vào các quốc gia trong khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á, chúng ta cũng thấy yêu cầu này là hoàn toàn đúng đắn. Hung cường và phát triển như Nhật Bản, quốc gia này vẫn luôn luôn tìm mọi cách để duy trì, thúc đẩy và thắt chặt hiệp tác, liên minh với Mỹ trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là an ninh, quân sự. Sự kiện Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngay lập tức sang Mỹ để trực tiếp hội đàm với Tổng thống tân cử Donald Trump là một dấu chỉ cho thấy sự khôn ngoan, quyết đoán của Nhật trong việc luôn biết quan trọng giá trị, vai trò của Mỹ đối với an ninh, thịnh vượng của Nhật Bản. Hiện tại, Mỹ đang có một căn cứ quân sự với 50.000 binh sĩ đồn trú thường xuyên trên đảo Okinawa của Nhật Bản, nhưng chính quyền Nhật vẫn chưa yên tâm, vẫn muốn trợ giúp của Mỹ phải được chắc chắn và đảm bảo hơn nữa. Việt Nam chúng ta cũng sẽ có cơ hội có một thủ tướng, một chính quyền sáng suốt, khôn ngoan như thế, một khi Đảng Cộng sản Việt Nam tan rã hoặc không còn độc quyền lãnh đạo nữa. Khi đó, ước mơ chính đáng nói trên của anh chị em cũng chắc chắn sẽ được thực hiện. Tâm Anh
và tiếng Văn thân chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị, anh chị em trong chương trình tuần tới. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Tiếp theo đây, xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Việt Nam nhìn về tương lai với linh mục Nguyễn Hữu Lễ, người đã có câu nói đầy tâm huyết trước khi làm linh mục: tôi là một người Việt Nam. Kính thưa quý thính giả của Đài Phát thanh Đáp lời Sông núi và toàn dân bạn Việt Nam trong nhiều nước thân mến, trong tuần lễ vừa qua thì chắc là đại đa số trong chúng ta cũng đã theo dõi một cái tin tức thời sự cũng khá đặc biệt, đó là cái chết của ông Fidel Castro ở bên Cuba. Nói gì Fidel Castro đó thì chắc là rất đông người biết đến, bởi vì ông ta là một người đã cầm cái quyền điều khiển nước Cuba từ khi ông ta lật đổ được cái độc tài Batista, tức là năm 1959 tới nay, tức là khoảng hơn nửa thế kỷ. Và ông ta là cái người nắm chắc cái quyền lực Cuba trong tay, còn người ta gọi là cái bàn tay sắt. Thì Fidel Castro chết vào cái tuổi 90. Thì sẽ đối với một con người trên đời này, tuổi 90 rất là thọ. Nhưng đây tôi không nói về cái vấn đề mà sống lâu hay sống mau, mà tôi muốn nói về cái phản ứng của nhiều người, nhiều giới sau khi ông Fidel Castro chết nằm xuống. Cái điều trước tiên thì chắc có lẽ đại đa số đồng bào Việt Nam chúng ta cũng đã có kinh nghiệm và cũng đã thấy được là dưới các chế độ độc tài cộng sản đó, khi mà một cái người gọi là lãnh tụ họ mà chết đó, thì mình sẽ thấy họ biểu diễn những cái nó rất là buồn cười, rất là có những mối trò hề. Ví dụ như thế là khi mà nhà độc tài kim chức nhất bên Bắc Hàn mà chết đó, thì cả nước phải khóc. Ok, anh nào phải khóc, không khóc không được. Trong nó vẻ như thế là một cái bầy ngộm, nó biểu diễn trong nó rất là buồn cười, vẫn cả nước phải khóc. Cho dầu trong bụng mình chửi nó như là chửi con chó đi nữa nhưng vẫn phải khóc, để cho mà các máy ống truyền hình nó quay cho từng mặt người nó khóc lóc la lối sùm nhào lặn nhào lâu, tức là cảm thấy rằng dân chúng trong đó nó thương yêu, nó kính mến cái lãnh tụ của nó không thể nào tưởng tượng được. Cả nước phải nhào ra đường khóc, rồi ôm nhau mà khóc, rồi lăn lộn mà khóc. Thì cái này thì nó không phải là chỉ một cuốn Bắc Hàn mà thôi. Thì nếu ai có coi lại những cái phim cũ thời đời Lenin chết, Stalin chết bên Liên Xô chẳng hạn, hay là bên Mao Trạch Đông mà chết, hoặc Hồ Chí Minh mà chết đó, thì cũng ở cảnh là đủ thứ chuyện, nào là xếp hàng ở dưới tuyết đi dài cả cây số này đến cây số khác, rồi người nào người nấy cũng phải cầm cái khăn nó che mặt để mà khóc. Cũng có thể có những khăn nó che mặt bên rồi bên cái nó cười mà thành ra chữ thề không chừng được, không ai biết được. Nhưng mà cả nước phải nói rằng là phải cầm cái khăn che mặt mình đi để mà khóc. Thì lần này thì ông Fidel Castro chết thì cũng vậy thôi. Những cái hình trên internet mình thấy vừa rồi trên các truyền hình đó, thì dân chúng cũng sẽ dài rồi cũng khóc. Nhưng mà thưa tất cả quý vị thân mến, tất cả mọi chuyện đó nó chỉ là một cái trò hề, một cái trò hề rẻ tiền không hơn không kém. Nếu ai biết được dưới cái chế độ độc tài của Fidel Castro mà đã biết bao nhiêu người bị thủ tiêu, biết bao nhiêu người bị giết chết, biết bao nhiêu người phải trở thành nạn nhân của một cái chế độ gần độc tài toàn trị, đảng trị mà cá nhân trị như là bên Fidel Castro đó, thì mới thấy được cái người dân họ khốn khổ như thế nào. Nhưng cái hình ảnh mà tôi thấy nó trái ngược lại đó, thì trong khi mà cái số người dân bên Cuba đó thì lại xếp hàng dài đi để mà viếng xác rồi khóc lóc đó, thì lại có một cái số cũng người dân Cuba ở bên gọi là Little Havana, tức là bên Mỹ, thì người ta lại ăn mừng. Thành ra từ cái hình ảnh đó mình lại thấy rõ rằng, tôi nghĩ cái thật sự mà nó bày tỏ cái sự đau đớn hay là sự vui mừng đó, nó rõ rệt lắm. Cái đau đớn đó là một cái đau đớn giả, đau đớn là cái đau đớn trò hề chính trị. Còn cái thật sự mà cái người dân họ xuống đường rầm rầm, họ cầm cờ, họ dương biểu ngữ, họ nhảy nhót ăn mừng đó, mới đó mới là cái sự thật sự trong lòng của người mà ra. Tức là khi mà nhà độc tài Fidel Castro mà chết đó, thì cái dân Cuba mà cái bằng cái dân Cuba hải ngoại đó, ở bên Florida đó, ăn mừng xuống đường biểu tình ăn mừng quá sức, tức là chứng tỏ thấy rằng đó là một cái tên chế độ độc tài đảng trị mấy năm nay
đã quy tiên, không còn nữa. Thưa quý thân mến, tôi muốn nói cái chuyện như vậy đó để cho chúng ta thấy một cái nhìn cho nó quân bình. Ông Fidel Castro lên nắm quyền khi ông ta 32 tuổi và ông ta nắm quyền cho tới suốt cuộc đời của ông ta cho tới được 90 tuổi. Tức là trong khoảng thời gian đó là tất cả mọi chuyện đó hành xử theo ý muốn một con người. Và người ta cho biết là đất nước Cuba khoảng 11 triệu dân là sống trong một cái sự nghèo khổ, cái sự gần như thế là nó tàn mạc. Nếu ai có coi trên TV đó, thì ngày nay họ còn xài những chiếc xe hơi của thời năm 1960, rồi nhà cửa thì nó sập sệ, đen điêu xấu xa, sánh với tất cả những nơi khác thế giới đó. Thì Cuba là một chế độ phải là thuộc hậu rất là lớn. Cho nên, theo ý kiến riêng của tôi, và cái nhìn của tôi phấn đấu gì về thời cuộc, cái nhìn của tôi về cái phản ứng của các lãnh tụ thế giới thấy rằng đó, nói chung, Fidel Castro đó, ông ta đã sống cuộc đời của ông ta theo ý của mình, và cái con người đó đã kéo theo cái vận mệnh của cả một đất nước Cuba trong suốt 50 năm đến chỗ tụt hậu. Và mặc dù ông ta về sau này đã nhường cái quyền lại cho em mình là Raul Castro rồi, nhưng ông ta vẫn còn là một cái tiếng nói quyết định cuối cùng về cái vận mệnh của dân tộc Cuba. Hy vọng rằng với cái đà tiến của nhân loại và với cái nhìn mở mắt ra bên ngoài, thì cái chế độ cộng sản Cuba không còn Fidel Castro nữa đó, có thể từ từ mở một con đường mới tốt đẹp hơn cho dân tộc Cuba. Và số phận những người độc tài trên thế giới này đó, rồi cuối cùng rồi nó sẽ đi vào quên lãng, bởi vì đó là một cái chế độ mà